người tập gym nên là tôi nghĩ việc bổ sung chất đạm từ động vật sẽ tốt hơn cái việc bổ sung chất đạm từ thực vật, và hầu hết tất cả các bạn gym của tôi đều nghĩ như vậy. Thế nhưng mà sau khi tìm hiểu cái sản phẩm thực phẩm bổ sung protein thực vật trong cái bộ quản lý cân nặng, nó có thành phần từ 100% đậu nành, lúa mạch và đậu Hà Lan. Tôi sử dụng nó trước và sau khi tập gym thì tôi thấy một cái hiệu quả rất bất ngờ, đó là tôi tăng được cái tỷ lệ cơ và giảm được rất nhiều tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Và hiện nay thì cái vóc dáng của tôi càng ngày càng săn chắc hơn. Và tôi thấy rằng cái chương trình thử thách 60 ngày cùng Bodyki rất là hiệu quả. Và tôi tin chắc rằng không chỉ 60 ngày đó và tiếp sau này tôi sẽ duy trì được cái vóc dáng của mình càng ngày càng đẹp hơn. Tôi 60 tuổi, tôi là một vận động viên trung cao tuổi của đội bơi quận 10. Tôi đã bơi lội suốt 16 năm. Mỗi sáng tôi bơi 2000m mà không cần nghỉ. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng về vóc dáng của mình. Đến khi tôi tìm hiểu bộ sản phẩm thay thế cho bữa ăn của Bodyki, thành phần thì gồm có protein, các vitamin và khoáng chất đủ thay thế cho một bữa ăn hoàn chỉnh. Tôi đã sử dụng mỗi tối vào lúc 6 giờ một gói Bodyki với 2 muỗng protein và nửa lít nước. Sau 60 ngày thử thách cùng Bodyki, tôi rất hài lòng vì tôi đã cân bằng được vóc dáng của mình. Tôi trước đây 60kg, bây giờ tôi 55kg. Tôi sẽ phải duy trì chế độ tập luyện mỗi ngày và sử dụng bộ sản phẩm thay thế bữa ăn tối của Bodyki để cân bằng vóc dáng. Vì mục tiêu của tôi là trẻ khỏe đẹp. Với công việc của Bân là trợ lý giám đốc, cái việc tiếp khách và tiệc tùng rất là thường xuyên, cho nên việc giảm cân rất là khó khăn đối với Bân. Vì thế Bân đã tìm hiểu đến cái phòng đeo InBody Band và các ứng dụng Bodyki trên điện thoại. Mỗi lần Bân tập luyện chạy bộ 12.000 bước thì được cho Bân biết được chính xác là mình tiêu hao bao nhiêu kilocalo và giảm được bao nhiêu lượng mỡ trong cơ thể mình. Vì thế cái vòng đeo InBody Band và các ứng dụng Bodyki thì giống như một cái huấn luyện viên cá nhân đi theo sát mình trong quá trình giảm cân. Bên cạnh đó thì đồng đội, tinh thần đồng đội cũng giúp mình trong cái việc hăng say tập luyện nhiều hơn. Thông qua cái chương trình thử thách 60 ngày cùng Bodyki thì Bân không ngờ là mình giảm được cái vòng eo 12cm. Mọi người gặp lại Bân thì rất là bất ngờ thấy Bân thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Bân rất là tự hào về điều đó. Sau cái chương trình thử thách 60 ngày này thì Bân rất là tự tin là mình có thể vẫn tiếp tục giữ được vóc dáng của mình. Trước đây thì Sáng rất là mập, vì chính vì mập như vậy nên là bạn bè của Sáng hay trêu chọc. Thậm chí mà khi mà mình mặc những bộ áo cũ yêu thích của mình cũng không vừa nữa. Thì đó là lý do mà khiến Sáng rất là tự ti khi mà mình đi chơi. Nhưng mà từ khi Sáng tiếp xúc với bộ sản phẩm quản lý cân nặng của Bodyki thì hai sản phẩm Sáng thích nhất chính là chất xơ và WX. Nói về chất xơ thì đây là sản phẩm chiết xuất từ 10 loại bột đông khô của rau củ quả khác nhau, thì giúp cho hệ tiêu hóa của Sáng rất là tốt. Mỗi trước mỗi ăn thì Sáng nhai một viên cùng với nước, thì giúp cho Sáng là hạn chế hấp thu tối đa lượng tinh bột vào cơ thể của mình. Còn đối với sản phẩm WX này thì sao? Thì đây là sản phẩm Sáng cũng rất là yêu thích, tại vì nó có là 13 loại vitamin và 10 loại kháng chất khác nhau. Đặc biệt có một loại chất mà Sáng rất là thích, đó là phytonutrient, đây là dưỡng chất từ thực vật. Thì trước khi sử dụng WX á, thì vì áp lực công việc quá cao, 1-2 giờ sáng Sáng mới ngủ được. Thức dậy thì cơ thể rất là ể oải và thậm chí là 5-10 phút tập thể dục Sáng cũng thấy rất là mệt rồi. Nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm WX này thì Sáng cải thiện được giấc ngủ rất nhiều, và một ngày có thể dành 90 phút để tập thể dục mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau 2 tháng thử thách cùng Bodyki kết thúc thì Sáng, bạn bè và gia đình rất là bất ngờ vì Sáng đã giảm được 6kg. Sáng sẽ tiếp tục duy trì thói quen này để hướng đến một cái dáng hoàn hảo hơn nữa.